Lý Lệ Hoa, sinh ngày 17 tháng 7 năm 1924, mất ngày 20 tháng 3 năm 2017, quê gốc Hà Bắc, sinh tại Thượng Hải. Cô định cư tại Mỹ và trong suốt cuộc đời mình đã tham gia diễn xuất trong hơn 140 bộ phim. Là một ngôi sao nữ xuất sắc thường được nhắc đến bởi người hâm mộ cùng thời, cô là một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ trên màn ảnh Trung Quốc, được biết đến như Tiểu My của thập niên 1950, nổi danh cả ở Hollywood. Trong sự nghiệp kéo dài hơn 40 năm, Lý Lệ Hoa đã đóng vai chính trong hơn 120 bộ phim, trở thành một ngôi sao nữ nổi tiếng và có tần suất xuất hiện cao nhất vào giữa thế kỷ 20, được mệnh danh là cây trường xuân của làng điện ảnh. Ngày 6 tháng 8 năm 2015, trang web chính thức của Giải Kim Mã Đài Loan thông báo rằng giải thành tựu trọn đời tại lễ trao Giải Kim Mã lần thứ 52 sẽ được trao cho Lý Lệ Hoa, khi đó bà đã 92 tuổi. Bộ phim kinh điển Dương Tử Giang Phong Vân do bà đóng chính đã được phục chế và chiếu lại tại Liên hoan phim Kim Mã năm 2015. Tháng 1 năm 2016, Giải Kim Tượng lần thứ 35 của Hồng Kông công bố giải thành tựu trọn đời sẽ được trao cho Lý Lệ Hoa. Ngày 20 tháng 3 năm 2017, cây trường xuân của làng điện ảnh Lý Lệ Hoa qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Đời tư của Lý Lệ Hoa. Lý Lệ Hoa xuất thân từ gia đình nghệ thuật kinh kịch, cha mẹ đều là những nghệ sĩ nổi tiếng trong lĩnh vực này của Trung Quốc. Cha cô là Lý Quế Phương, một tiểu sinh nổi tiếng khắp Bắc Nam, còn mẹ cô là Trương Thiểu Tuyền, chuyên diễn vai lão đáng. Lý Lệ Hoa sinh ngày 17 tháng 7 năm 1924 tại Thượng Hải. Vì mẹ cô là nghệ sĩ kinh kịch, Lý Lệ Hoa đã chịu nhiều khó khăn từ khi còn trong bụng mẹ. Trong thời gian mang thai, Trương Thiểu Tuyền vẫn phải biểu diễn khá nhiều, mỗi lần lên sân khấu đều phải quấn chặt bụng lại. Vì vậy, khi mới sinh, Lý Lệ Hoa chỉ nặng 4 pound, khoảng 1,8 kg, trông giống như một chú mèo con gầy yếu, do đó được đặt tên là Tiểu My, có nghĩa là mèo con. Tuy nhiên, chú mèo con gầy yếu này sau đó đã lớn lên khỏe mạnh. Khi còn rất nhỏ, Lý Lệ Hoa đã học kinh kịch dưới sự chỉ dẫn của các nghệ sĩ danh tiếng Mộc Thiết Phần và Chương Ngạc Vân. Lý Lệ Hoa có người chồng đầu tiên là Trương Tự Phổ, con trai của người sáng lập cửa hàng nhuộm màu Thái Sinh Đông ở Yên Đài, có biệt danh là Tiểu Sơn Đông. Theo ghi chép của em trai Trương Tự Phổ là Trương Tự Nhạc, năm 1943, gia đình họ Trương mở công ty bách hóa Thái Phong ở Thượng Hải và mời ngôi sao điện ảnh Lý Lệ Hoa và Hồ Phong cắt băng khai trương, từ đó tạo nên mối lương duyên. Cùng năm, hai người kết hôn và có một con gái. Năm 1948, Lý Lệ Hoa chuyển đến Hồng Kông và ly hôn với chồng. Năm 1980, Lý Lệ Hoa được mời về nước, và dưới sự sắp xếp của chính phủ, Trương Tự Phổ đã từ Thanh Đảo đến Bắc Kinh gặp lại Lý Lệ Hoa, không lâu sau thì ông qua đời. Năm 1950, Lý Lệ Hoa và Đào Kim nảy sinh tình cảm khi quay bộ phim Thi Lễ Truyền Gia của Đại Quang Minh Ảnh Nghiệp, nhưng Đào Kim lúc đó đã có vợ con. Tháng 2 năm 1951, chính phủ Anh Quốc tại Hồng Kông đã trục xuất tập thể Đại Quang Minh Ảnh Nghiệp trở về Thượng Hải, và Lý Lệ Hoa đã hứa hẹn với Đào Kim rằng sẽ tiếp tục mối quan hệ sau khi ông ly hôn. Tuy nhiên, khi trở về Thượng Hải, vợ của Đào Kim là Chương Mạn Bình kiên quyết từ chối, và Đào Kim đã viết thư thông báo quyết định của mình cho Lý Lệ Hoa. Sau này, Đào Kim và vợ chịu đựng sự bức hại chính trị nhưng vẫn sống bên nhau đến cuối đời. Lý Lệ Hoa quen biết Nghiêm Tuấn khi 17 tuổi ở Thượng Hải và coi nhau như anh em. Năm 1957, hai người kết hôn và năm 1959, Lý Lệ Hoa sinh con gái thứ hai tên Nghiêm Đức Lan tại Mỹ. Tháng 11 năm 1971, khi Nghiêm Tuấn đang quay bộ phim Sống Vì Em cho công ty điện ảnh Đỉnh Lập tại Đài Loan, ông nhiều lần ngất xỉu do làm việc quá sức và bác sĩ khuyên ông không nên tiếp tục làm đạo diễn. Năm 1973, hai người chuyển đến Mỹ. Do thất bại trong đầu tư kinh doanh, Lý Lệ Hoa cùng bạn mở nhà hàng Trung Quốc tại khu phía Tây Manhattan, New York, còn Nghiêm Tuấn làm việc tại ngân hàng Kim Dương ở khu phố Tàu. Tháng 8 năm 1980, Nghiêm Tuấn bị bệnh tim và qua đời tại nhà riêng ở New York. Theo phó tướng của Tưởng Giới Thạch là ông Nguyên, Lý Lệ Hoa và Nghiêm Tuấn là hai diễn viên được Tưởng Giới Thạch yêu thích nhất. Người chồng thứ ba của Lý Lệ Hoa là Ngô Trung Nhất, con trai cả của Ngô Công Sinh thuộc tập đoàn doanh nghiệp Vinh Thị, từ năm 1884 đến năm 1975,
và là thương gia ngành dệt may tại Thượng Hải từ năm 1911 đến năm 2006. Hai người quen biết nhau ở Thượng Hải vào đầu thập niên 40, nhưng do sự phản đối của gia đình mà chia tay. Ngô Trung Nhất sau đó kết hôn với Trần Vận Minh và có hai con trai, năm con gái, còn Lý Lệ Hoa lần lượt kết hôn với Trương Tự Phổ và Nghiêm Tuấn. Trước khi Cộng sản chiếm Thượng Hải, ông Ngô theo cha tới Hồng Kông và trở thành giám đốc điều hành nhà máy dệt Vĩ Luân, đồng thời chăm sóc Lý Lệ Hoa, nhưng gia đình ông vẫn phản đối. Tháng 8 năm 1949, ông trở về Thượng Hải để quản lý nhà máy Thân Tân số 9. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội toàn quốc khóa tháng 3 năm 1964 và ủy viên Ủy ban Chính hiệp khóa 5, khóa tháng 7 năm 1978 và 1988. Trong cách mạng văn hóa, Ngô bị đánh đập gãy xương sườn và phải chịu tàn tật. Cuối năm 1972, do cha bị bệnh nguy kịch, ông được phép đến Hồng Kông và sau khi cha qua đời, ông ở lại Hồng Kông và làm chủ tịch Vĩ Luân, đồng thời liên lạc với Lý Lệ Hoa đang ở Mỹ. Sau khi Nghiêm Tuấn qua đời, Lý Lệ Hoa đã ở bên Ngô Trung Nhất trong những năm cuối đời. Vợ chính thức của Ngô Trung Nhất sống lâu dài tại Mỹ và sau khi bà qua đời, Lý Lệ Hoa mới kết hôn lần thứ ba khi đã 80 tuổi. Hai lần đoạt giải ảnh hậu Kim Mã, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Lý Lệ Hoa qua đời, hưởng thọ 93 tuổi. Vào rạng sáng ngày 19 tháng 3, ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Lý Lệ Hoa đã qua đời tại Hồng Kông, hưởng thọ 93 tuổi. Gia đình bà tiết lộ rằng tang lễ của Lý Lệ Hoa sẽ được tổ chức giản dị theo di nguyện của bà và không mở công khai cho công chúng. Lý Lệ Hoa sinh tháng 7 năm 1924 trong một gia đình nghệ thuật tại Thượng Hải. Cha bà là Lý Quế Phương, một nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng, còn mẹ bà Trương Thiểu Tuyền là một diễn viên lão sinh. Từ nhỏ, Lý Lệ Hoa đã theo học kinh kịch với các bậc thầy Mộc Thiết Phần và Chương Ngạc Vân, đến năm 16 tuổi thì được công ty điện ảnh nghệ Hoa Thượng Hải phát hiện, cùng năm đó bà đã đóng vai chính trong bộ phim Tam Tiếu và nổi tiếng ngay lập tức. Năm 1948, Lý Lệ Hoa chuyển đến Hồng Kông để tiếp tục sự nghiệp diễn xuất, sau đó nhờ đóng vai chính trong các bộ phim Cố Đô Xuân Mộng và Dương Tử Giang Phong Vân mà hai lần đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã Đài Loan. Trong suốt sự nghiệp diễn xuất sôi động từ những năm 1940 đến 1980, Lý Lệ Hoa đã tham gia hơn 100 bộ phim, diễn xuất nhiều vai như Tiểu Phụng Tiên, Dương Quý Phi, Võ Tắc Thiên, Lương Sơn Bá và nhiều nhân vật khác. Năm 1958, bà còn đến Hollywood và hợp tác với nam diễn viên Mỹ Victor Mater trong bộ phim Phi Hổ Kiều Hoa, trở thành nữ diễn viên người Hoa đầu tiên tiến vào Hollywood. Năm 2015 và 2016, Lý Lệ Hoa lần lượt được trao giải thành tựu trọn đời tại giải Kim Mã và giải Kim Tượng Hồng Kông. Sự nghiệp của Lý Lệ Hoa. Lý Lệ Hoa sinh ra tại Thượng Hải, quê gốc Hà Bắc, biệt danh là Tiểu My. Cha cô là Lý Quế Phương và mẹ cô là Trương Thiểu Tuyền, đều là những nghệ sĩ kinh kịch nổi tiếng. Từ nhỏ, cô đã học kinh kịch dưới sự dẫn dắt của các nghệ sĩ danh tiếng Mộc Thiết Phần và Chương Ngạc Vân. Năm 16 tuổi, cô được ông chủ công ty điện ảnh nghệ Hoa Thượng Hải, Nghiêm Xuân Đường, đánh giá cao và bước chân vào làng điện ảnh. Bộ phim đầu tiên cô tham gia là Tam Tiếu năm 1940 đã thành công vang dội, giúp cô nổi tiếng ngay lập tức. Sau đó, cô tiếp tục đóng các phim như Thiên Lý Tống Kinh Nương năm 1940, Hồn Đoạn Lam Kiều năm 1941. Trong thời kỳ kháng chiến, cô ở lại Thượng Hải. Lúc đó, các công ty điện ảnh bị chính quyền Nhật Bản hợp nhất thành công ty cổ phần điện ảnh Trung Hoa và cô đã đóng các phim Bác Ái, Hoa Nguyệt Lương Tiêu cùng năm 1942, Vạn Tử Thiên Hồng 1943, Xuân Giang Di Hận 1944. Sau chiến tranh, cô bị cáo buộc là Hán Gian nhưng cuối cùng được minh oan và trở lại làng điện ảnh với bộ phim Giả Phụng Hư Hoàng 1947 do Hoàng Tọa Lâm lần đầu làm đạo diễn. Năm 1948, Lý Lệ Hoa được người sáng lập công ty điện ảnh Vĩnh Hoa, Lý Tổ Vĩnh, mời đến Hồng Kông và tham gia các phim như Xuân Lôi, Hải Thệ, cùng năm 1949, mở ra một sự nghiệp điện ảnh rực rỡ. Sau đó, cô còn hợp tác với các công ty điện ảnh như Trường Thành, Long Mã, Tân Hoa, Thiệu Thị và Quốc Thái, tham gia các phim Thế Giới Nói Dối, 1950, Hoa Cô Nương, Ngộ Giai Kỳ, cùng năm 1951, Bái Kim Đích Nhân, 1952, Tiểu Phượng Tiên, 1953,
Thu Cẩn, 1953, Hải Đường Hồng, 1955, Hồ Điệp Phu Nhân, 1956. Trong đó, bộ phim Thu Cẩn được Tưởng Giới Thạch khen ngợi. Năm 1954, Lý Lệ Hoa thành lập công ty điện ảnh Lệ Hoa, đã sản xuất các phim Nhất Minh Kinh Nhân, 1954, và Vạn Lý Trường Thành, 1957. Cô vừa tham gia diễn xuất, vừa làm nhà sản xuất của phim sau. Năm 1958, cô đóng vai chính trong bộ phim Mỹ Phi Hổ Kiều Hoa, trở thành ngôi sao Hoa ngữ đầu tiên tấn công Hollywood. Trong thời gian này, cô từ chối cảnh hôn với nam diễn viên Mỹ Victor Mater với lý do người Trung Quốc chúng tôi không cần phải cố gắng quá nhiều để quay phim nước ngoài. Tưởng Giới Thạch đã đích thân ủng hộ quyết định này của cô. Vào những năm 1960, cô gia nhập công ty Thiệu Thị và Lý Hàn Tường đã viết riêng cho cô hai bộ phim Sử Thi Dương Quý Phi, 1962 và Võ Tắc Thiên, 1963. Trong đó bộ phim đầu tiên đã giành giải thưởng của ban giám khảo tại Liên Hoan Phim Cannes, đánh dấu lần đầu tiên một bộ phim Hoa ngữ đoạt giải tại Cannes. Năm 1973, Lý Lệ Hoa và chồng di cư sang Mỹ. Sau đó, theo lời mời của Hồ Kim Toàn, cô tham gia bộ phim Nghênh Xuân Các Chi Phong 3. Sau đó, cô tham gia một số ít phim và sau khi hoàn thành Tân Hồng Lâu Mộng, 1978, cô từ giã màn ảnh. Trong khoảng thời gian từ năm 1940 đến năm 1978, Lý Lệ Hoa đã tham gia gần 120 bộ phim tại Thượng Hải, Hồng Kông và Đài Loan. Cô hợp tác với nhiều đạo diễn, nhiều người trong số đó là đạo diễn lần đầu, như Vu Sơn Minh của Nghiêm Tuấn, 1953, Tiểu Bạch Thái của Dịch Văn, đạo diễn cùng Trương Thiện Không, 1955, và Tuyết Lý Hồng của Lý Hàn Tường, 1956. Cô từng hai lần đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải Kim Mã Đài Loan với các phim Tân Đệ Tiếu Nhân Duyên, 1964, và Dương Tử Giang Phong Vân, 1969. Cô có khả năng diễn xuất đa dạng, thể hiện thành công nhiều loại vai khác nhau, được mệnh danh là cây trường xuân của làng điện ảnh. Từ tháng 4 đến tháng 5 năm 1980, Lý Lệ Hoa cùng với con gái của cựu sĩ quan quốc dân đảng Giả Bác Đào, kiều bào Mỹ Giả Lệ Ni, đến thăm Bắc Kinh, Thượng Hải và các nơi khác trong nửa tháng. Trong thời gian ở Bắc Kinh, cô đã gặp gỡ Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Đặng Vĩnh Siêu, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Vương Lan Tây và Chủ tịch Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc Hạ Diễn. Cô cũng gặp gỡ nhiều bạn bè cũ trong giới nghệ thuật như Hậu Bảo Lâm, Ngô Tổ Quang, Mai Hy, Vương Nhân Mỹ. Ở Thượng Hải, cô đã gặp lại bạn bè như Lưu Quỳnh, Thư Thích, Vương Đan Phượng. Chuyến thăm này đã gây ra sự không hài lòng mạnh mẽ từ chính phủ Đài Loan. Sau khi trở về Mỹ, vài tháng sau, Nghiêm Tuấn đã qua đời vì bệnh tim ở New York. Giới điện ảnh Đài Loan dự định tổ chức lễ tưởng niệm cho Nghiêm Tuấn, nhưng có người chỉ trích Lý Lệ Hoa không giữ gìn thanh danh, nên kế hoạch này bị hủy bỏ. Trong nhiều năm sau đó, lễ trao giải Kim Mã cũng không mời Lý Lệ Hoa tham dự. Năm 1985, Lý Lệ Hoa âm thầm trở lại Đại Lục thăm thân nhân. Năm 1993, Lý Lệ Hoa đến Đài Loan nhận giải thưởng tưởng niệm nghệ sĩ cống hiến tại giải Kim Mã lần thứ 30. Năm sau, cô tham gia chương trình tạp kỹ trên truyền hình để quảng bá album bài hát kinh điển được thu âm lại. Năm 1996, cô còn tham dự lễ nhậm chức của Tổng thống Lý Đăng Huy, sau đó không xuất hiện công khai nữa. Đến năm 2015 và 2016, cô lần lượt nhận giải thành tựu trọn đời của giải Kim Mã và giải Kim Tượng. Ngày 19 tháng 3 năm 2017, Lý Lệ Hoa qua đời tại Hồng Kông, thọ 93 tuổi. Nếu các bạn thấy nội dung hay, đăng ký giúp mình để có thêm nhiều nội dung mới nhé.